Trước đây em đã tiêm bằng filler ở mũi rồi và sau thời gian thì cái filler nó tan ra, nó làm cho cái mũi của em nó bị thô và nó bị bè ra hai bên. Cái đặc thù của em là người mẫu ảnh nên em cảm thấy rất là tự ti so với những người bạn cùng làm việc với mình. Em quyết định là mình phải đi sửa lại mũi. Em đi chơi và đi làm em thấy là có nhiều bạn đã sửa lại mũi lần 2, lần 3 và lần cuối cùng mấy bạn đã làm ở Azeno và cái dáng mũi rất là đẹp. Em quyết định là mình sẽ tìm tới Azeno để mình gửi gắm cái gương mặt của mình. Chỉ mới ngày thứ tư thôi nhưng mà em cảm giác là cái mũi của em nó đã vào form rồi và nó không có sưng tấy gì cả. Mũi của em thì đã làm được hơn 3 năm rồi. Em cảm thấy rất là hài lòng và trộm vía là sau hơn 3 năm thì dáng mũi nó vẫn được giữ nguyên. Sau khi nâng mũi xong thì em cảm thấy là mình tự tin hơn nè. Đi giao tiếp với khách hàng hoặc là đi làm việc với những brand lớn thì mình cũng cảm thấy hài lòng với những cái sản phẩm mà mình làm ra hơn. Em cảm thấy là công việc của mình trơn tru hơn. Gia đình mình thì cũng khen là dáng mũi đẹp và nhìn mình khác hơn xưa, khác theo chiều hướng là tích cực, đẹp hơn. Thì khi mà em đi làm mẫu á, mấy chị ở ekip cũng có hỏi là em làm dáng mũi này ở đâu mà tự nhiên mà thanh thoát tới như vậy. Rồi cũng khen là dáng mũi rất là hợp với gương mặt của em nên em cảm thấy rất là vui và có động lực làm việc nhiều hơn. Hãy subscribe.